cả các bạn đã xem video. Nếu thích video này, hãy nhấn like và chia sẻ đến những người bạn của bạn trên Facebook để lại ý kiến và bình luận của bạn phía dưới video. Đặc biệt, hãy nhấn nút đăng ký kênh và kích hoạt chiếc chuông nhỏ để nhận được những video mới nhất mỗi ngày. Hẹn gặp lại bạn ở những video tiếp theo.